nghĩa nặng thiết và đời tôi mẫu tôi ơi, một nén có nồng nàn lên quê nổi lộc con lỡ lắm nhưng niềm thương vượt qua bao năm dù có quá vô cùng không tin tưởng vẫn ngờ không đến con trai núi mái đất mẹ hiền suối cửa biển thơm dù có vượt đậu sáu lời cũng không trả được ơn người sinh ta. Cha mẹ là đại vương vô thần, con chỉ là con sông nhỏ lăn tăn. Mẹ đã sống ra núi bạc đầu, ra núi sông sống. Lúc chân về, mẹ phụ cho con. Nên có mẹ dẫn đi mẹ, cho con ăn học cho đại đạt được. Hỏi đó mẹ nổi tiếng già. Mong cho con có một chân trời hằng phúc cao sang. Nhưng ta ngồi bao ngày qua ân ý ấy mãi ngập tràn. Suốt năm tháng lo con đâu được nghề. Tình nỗi cháu lời ru con ấy gì áo rách giấy tình môi chỉ đường tim. Cái gió trở trời máu để trải về tim. Nắng mưa sương gió nó cho con từng tiếng, cho con đi học những lời thị mỹ, sợ con vào đời khó tiệc với người ta. Bao năm qua sống ở cội tớ bà, giờ nhìn lại mẹ già đâu còn nữa. Đi đời thằng đương tân phàm. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đây bác con đầy những ước mong. Mẹ ơi đây ngọc dưới đây lòng cái tình quan trọng. Chúng con đông thương nhớ Tây Nguyên. Tây Nguyên là thân tầm. Chúng con chưa đà ngọc trái phản con dâng lên trước anh ngưỡng mắm người chính tấm liệu chi trước án tiền con bài đủ lễ nghi chúng con thấy mẹ ngồi mẹ xin con dâng ba con chúng trà này để nhớ đến công ơn mẹ tạo tầng cơ ngon vui vườn cho chúng con từ thợ nhỏ đến non người. Hôm kia muốn trả lời chưa thấu chúng con nam nữ tự tôn đồng quyền với hương linh dân ba con chúng trà tiễn biệt này để nhớ đến công ơn sanh thành dương dục phụng thực giáo hộ biến thị biến thực. Nam mô tất phà đa tăng đa và rồi chi đế an tam bạc tam bạc hồng.
Nam mô Tu Rô Bà Ya Ra Tha Ra Ya Ra Tê Ta Nam Tu Rô Tu Rô Bà Ra Tu Rô Ta Bà Ha 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 đâu đứng đó dai mặt ra, dai mặt ra một người đại diện đọc không ta, dai mặt ra đi. Đứng ra được. Đọc cẩm tạ xong rồi con cháu mình cúi đầu xuống rồi xong. Rồi. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, tôi xin thay mặt gia đình mẹ tôi, bà Khấu Ánh Nguyệt đã lâm cơn bệnh ngặt nghèo, gia đình tôi hết lòng chạy chữa thuốc thang và y bác sĩ điều trị nhưng cơn bệnh không giảm, nên mẹ tôi đành xúc hơi thở cuối cùng vào lúc 11:30 ngày 2 tháng 7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 81 tuổi. Đây là sự mất mát lớn lao của gia đình mà không bao giờ tìm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quyến thuộc chẳng hạn đường xa, những chút thời giờ quý báu
để đem thắp nén hương lòng tịnh tài tịnh vật cầu nguyện mẹ tôi sớm cao đăng Phật quốc. Những thân tình đó tôi xin bạc dạ ghi lòng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung trà thân mật. Gia đình xin đáp tạ. Trong lúc tan gia bối rối có điều chi sơ sót, xin bà con niệm lòng tha thứ, tan gia đồng cảm tạ. Rồi cúi đầu xuống xong. Lễ tang theo chỉ thị 16 này quý vị.
Ông Phong đứng ngoài trước hô đâu dễ khiêng ông. Có người hô đặng 1 2 3 gì vậy. Ừ. Ông nào cụp như sống khiêng không nổi thì đứng hô. Ơi. Không nào để chỉ ta để nằm tí chứ. Rồi cái này cái hàng để cái khúc nào? Để đặt cái ngựa. Đặt ngựa lên đó đi Út Trần. Để đâu? Ngay đó đó, tao nhìn thẳng vô. Để mấy người chuyên nghiệp tao biết chứ không gia đình chúng nó không biết gì.